Vâng, xin chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh của âm thanh Quốc Hùng. Và trước mắt tất cả các bác là hai chiếc đáy khủng long đến từ hãng Yamaha. Hai chiếc đáy này đều cùng model là BC4002. Về dòng này thì nó một dòng cực kỳ là gấu của hãng. Về cái hình thức của nó thì nó sẽ gồm là về những cái đời của nó thì nó sẽ gồm là những cái con như là Yamaha BC, từ những cái con nhỏ nhất và những cái con lớn thì ở hiện tại mà Quốc Hùng bán thì thường là những con BC2002, 2002M và những cái con 4002 và 4002M là bên Nam Sài Gòn đã từng bán qua và cũng như là phân phối cho anh em. Thì về dòng 4002 này á, thì nó sẽ có đời đàn anh là 4002M, cũng giống như là con 2002 thì có con 2002M. Thì dòng M thì nó sẽ có hai cái đồng hồ vu, hai đồng hồ vu. Tất cả là giống nhau, chỉ dòng M là nó thêm đồng hồ vu nha bác nha. Và về cái đồng hồ vu thì nó cũng sẽ mang lại cái giá trị trưng bày, nên là giá nó sẽ cao hơn và đôi khi nó còn rất là cao. Hơn rất cao so với là những dòng không đồng hồ vu. Và ở đây thì bên em về được là hai con 4002, 4002 trơn thì nó sẽ không có đồng hồ vu. Về tất cả là nó giống như là con M hết. Dòng này thì bên em cũng đã có bán qua vài con. Thì những dòng này nó là dòng khủng của hãng nên là nó rất là hiếm về Việt Nam nha bác nha. Thì bên này thì em có hai con. Hai con về cái độ đẹp là như nhau. Độ đẹp cực kỳ đẹp, các bác nhìn mặt này rất là đẹp luôn nha. Hầu như là không có một cái trời xước nào hết, cực kỳ là đẹp. Cả tổng thể hai con đều như vậy hết. Ở phía mặt trước này là một cái nắp nhựa bằng nhựa nha. Còn cái phần thân bên trong này là phần thép. Đó. Hai quay sách nhìn rất là mổ. Và chiếc đáy này thì nó sẽ có một cái kích thước và trọng lượng khá là nặng. Nó có kích thước là chiều sâu tính cả chân đến mạch là 44 và chiều ngang là 48, chiều cao là 18 cm nha bác nha. Đó là không có chân nha, có chân thì các bác cộng thêm một phân rưỡi hoặc hai phân nữa thì tùy, đó là nó lên tới 20 rồi. Đó, một cái mô hình nó rất là khủng bố và trọng lượng con này nặng là gần 40 kg. Đó, nặng rất là nặng luôn các bác, cực kỳ là nặng. Và ở đây thì em sẽ đi vào xôi ruột gan cho tất cả các bác cùng xem. Thì nó sẽ sử dụng hai tân phu rồi riêng biệt độc lập để cung cấp nguồn cho hai vế công suất. Và đây các bác nhìn tân phu này cực kỳ là đẹp nha, vàng ống và long lanh này. Và đây là mỗi vế nó sẽ gồm hai chiếc tụ khá là khủng, chiếc tụ cực kỳ là to. Và tổng cộng nó là 4 tụ nha. Còn ở phía phần công suất của mỗi vế thì nó sẽ chạy gồm là 2, 4, 6, 7 là 14 con sò. Và tổng cộng con này chạy là 28 con sò nha. 28 con. Ngoài hai cái tân phô này á, thì nó sẽ gồm một cái tân phô nhỏ ở phía dưới này nữa. Các bác nhìn tân phô nhỏ dưới này. Nên là con này cực kỳ là khủng nha. Hai cái quạt nhôm ở phía trước làm mát cái phần công suất phía bên trong. Hàng thì đẹp long lanh cho cao bác. Vừa có tản nhiệt bằng quạt vào ở phía bên trong ra ngoài, vừa tản nhiệt bằng cái lưới thép này, nhôm thép này ra cái phần hai bên hông. Nên là cái con này cực kỳ là mát và độ bền rất là cao. Ở đây cũng như thế nha bác nha, cả hai con nha, hàng bao đẹp bao chắc luôn. Rồi, em quay đằng sau một con nữa, quay chi tiết đằng sau cho tất cả bác cùng xem.
khá là nặng nha bác nha, nên quay con này nó hơi bị lâu. Vâng, đây là cái chi tiết đằng sau, gồm hai chân. Đường tín hiệu vào của nó thì nó sẽ gồm là đường 6 ly, cano đực và cano cái. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có chế độ chơi system mono này. Còn đường ra lo thì chạm là chạm bắp chuối máy chim thông dụng. Con này thì nó có công suất là 700W trên một kênh ở 4 ohm và 1400W trên kênh 8 ohm. Đấy. Và một cái công suất khá là khủng nha. Hàng sản xuất tại Mỹ Gia Băng và Yamaha, điện là 100V, công suất nguồn là 900W. Rồi, ok, đó là về hình thức phía sau. Và em báo giá luôn cho tất cả các bác để các bác cân đối tài chính mà sử dụng những con khủng long này. Thì hiện tại giá của chiếc đáy Yamaha BC4002 hiện tại đang có mức giá là 14.700.000. Đấy, 14.700.000 nha bác nha. Để bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì cứ việc nhắc máy alo bố Hùng để sở hữu ngay những sản phẩm này, những dòng sản phẩm chất lượng. Ở dòng này thì các bác vừa nghe nhạc vừa karaoke tuyệt vời luôn. Ở dòng Yamaha chất âm rất là chi tiết và cực kỳ là hay, chất âm rất là trung thực luôn nha bác nha. Đấy. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác đã có chút ít thời gian theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả các bác những video lần sau nha.